Bi kịch cựu sinh viên Hà Nội có 3 tấm bằng quốc tế vướng vào tội giết người, nỗi đau cùng cực của người mẹ nghèo. Cả đời chỉ biết làm lụng vất vả nuôi con, đến khi con thành tài đi du học, bà Gia đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Nào ngờ chỉ vì không tìm được việc làm, người con sinh bệnh tâm thần rồi vướng vào lao lý với tội danh giết người. Bây giờ chỉ cần có ai đó nhắc đến người con trai có số phận kém may mắn của mình là bà Nguyễn Thị Gia, sinh năm 1961, Mỹ Đức, Hà Nội, lại không cầm nổi nước mắt. Cả đời người phụ nữ ấy chỉ biết làm lụng nuôi con ăn học, nhưng cuối cùng lại nhận về kết cục cay đắng. Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1985, con trai bà, sau khi đi du học về nước với 3 tấm bằng quốc tế, chỉ vì không tìm được việc mà sinh bệnh tâm thần. Trong một lần bị kích động, Bằng đã vướng vào vòng lao lý khi tự tay hại chết người bạn đồng nghiệp. Hơn 20 năm ròng rã nuôi con ăn học và giấc mơ cho con được đổi đời. Bà Gia xuất thân từ gia đình khó khăn, cuộc sống từ nhỏ phải chịu nhiều vất vả, đến khi đi lấy chồng cũng chẳng hạnh phúc được bao ngày. Sinh Bằng chưa đầy 1 tuổi, chồng bà đòi ly hôn để đến với người phụ nữ khác. Mỗi người chia nhau một người con trai rồi rẽ đi hai lối. Anh trai của Bằng tuy giờ đã có gia đình yên ấm, nhưng từ sau ngày bố mất cũng không có đủ khả năng để giúp đỡ mẹ và em trai được nhiều. Năm Bằng lên 1 tuổi, vì bị sốt cao mà tay chân co giật, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nhưng bà Gia vẫn quyết tâm chạy chữa, đem con đi hết viện nọ viện kia cầu cứu. Cuối cùng bệnh tình thuyên giảm nhưng cánh tay trái của Bằng mãi mãi bị teo lại không thể phục hồi. May sao từ sau lần đó, Bằng hay ăn chống lớn khỏe mạnh, chẳng tốn thêm đồng thuốc men nào nữa, bà Gia kể. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hai mẹ con nương tựa nhau sống ngày qua ngày. Bằng là người con hiếu thảo lại chăm học, năm nào ở lớp cũng đạt thành tích tốt. Thấy con ham học, bà Gia rất thương, lại nghĩ sức khỏe con yếu đuối nên chẳng bao giờ bắt làm việc gì nặng nhọc. Suốt 12 năm đàn sách, hầu như Bằng chỉ biết mỗi một việc là cắm sách đến trường. Bà Gia nói, cuộc đời bà không được ăn học tử tế nên mới khổ, vì thế bà luôn ao ước làm sao cho Bằng được đi học bằng bạn bằng bè. Nhưng đến ngày con tốt nghiệp lớp 12, tôi thấy nhà nghèo quá nên khuyên con đi làm hoặc học nghề, chứ nếu học đại học sợ không đủ điều kiện để nuôi. Nghe mẹ nói vậy nhưng Bằng không chịu, Bằng nói với mẹ sức khỏe mình không phù hợp làm lao động chân tay, nên chỉ có con đường học hành mới giúp anh thoát nghèo thay đổi số phận. Thế rồi Bằng thi đỗ Đại học Ngoại thương, xóm làng ai cũng trầm trồ thán phục. Học được 2 năm, Bằng lại thi đậu suất học bổng sang du học ở Đại học Minh Tuyền, Đài Loan. Vì muốn giúp con thỏa ước nguyện xây mộng lớn, bà Gia đành dứt ruột bán nốt mảnh vườn trước cửa được 200 triệu để lo thủ tục visa và chi phí ăn ở cho Bằng khi du học xa nhà. Mảnh đất đó là tâm huyết cả đời tôi. Ngày ly hôn với chồng tôi phải sống nhờ mẹ đẻ một thời gian, sau này dành dụm mãi mới mua được. Nhưng vì nghĩ đời mình sống cũng chỉ để nuôi con nên tôi bán đi, lo cho thằng Bằng ăn học. 2 năm sau, vào tháng 6, 2012, Bằng trở về với tấm bằng cử nhân cùng 2 loại chứng chỉ khác từ Đại học Minh Tuyền, Đài Loan. Người mẹ hạnh phúc khôn xiết vì nghĩ rằng sự kỳ vọng của mình đã được đền đáp. Từ nay, Bằng sẽ có đủ điều kiện để đi xin việc để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng người mẹ ấy không biết rằng tất cả chỉ là khởi đầu cho một nỗi bi kịch. Sinh bệnh tâm thần phân liệt vì không xin được việc làm. Du học về nước, Bằng mang theo tâm trạng vô cùng phấn khởi tự tin. Từ ngày về nhà, không phút giây nào Bằng ngân đến chuyện tìm kiếm việc làm. Thương con, bà Gia vay mượn, dốc toàn bộ tiền tích lũy để mua cho anh một chiếc máy vi tính. Mỗi ngày, Bằng đều lên mạng tìm kiếm thông tin, bất cứ chỗ nào tuyển người, nhất là sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, thì anh đều nộp hồ sơ ứng tuyển. Xin việc online chán không được, nó lên xã, lên huyện làm hồ sơ cứng đi rải khắp nơi. Có lần nó lên Hà Nội, đi biền biệt mấy ngày rồi mới về nhà. Bà Gia kể, lần nào Bằng cũng ra đi trong tâm trạng vui vẻ đầy hào hứng. Nhưng khi trở về thì buồn thiêu, chán nản, thất vọng. Tôi có hỏi vì sao, nó chỉ nói là người ta chê con teo tay nên không nhận. Sau nửa năm thất bại với hành trình tìm kiếm việc làm, Bằng dần sinh ra chán nản lầm lì, ít nói có lúc ngơ ngác, cầm đồ vật không biết chỗ để xuống. Thấy mẹ gọi không thưa và lúc nào cũng như đang tập trung vào ý gì đó rất quan trọng. Rồi bệnh của nó ngày một nặng hơn, nó trèo lên nóc nhà, đem giấy bóng văng khắp mọi nơi, nó tháo tung máy tính rồi đốt sách vở, định lấy kéo cắt nát tấm bằng quốc tế, đập phá đồ đạc, thi thoảng mắng mỏ lại tôi, bà Gia kể. Thấy con như vậy, ban đầu bà tưởng anh Bằng bị ma làm nên đi cúng vái khắp nơi. Sau này nghe lời khuyên của mọi người, bà đưa con đi khám ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và Bệnh viện Tâm thần Ba Thá Hà Nội thì đều được bác sĩ kết luận rằng Bằng mắc chứng tâm thần phân liệt. bị vướng vòng lao lý vì tự tay giết hại đồng nghiệp. Từ năm 2013, Bằng nhiều lần nhập viện điều trị bệnh tâm thần, có lần nội trú ở đó cả tháng trời. Một mình bà Gia lóc cóc đạp xe mấy chục km đến thăm, bệnh tình thuyên giảm hơn một chút. Đầu năm 2014, Bằng nói với mẹ muốn ra trung tâm thành phố xin việc. Bây giờ anh không còn mơ việc lương cao, có thể giúp mình xây nhà lầu, nuôi mẹ sống sung sướng nữa, mà chỉ mong có cơm ăn, việc làm ổn định, tự chăm sóc cho bản thân. Nghe con nói vậy, bà Gia cảm thấy rất vui. Ít lâu sau, anh Bằng xin làm bảo vệ cho một siêu thị ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Tôi không rõ công việc thế nào, chỉ biết nó đi biền biệt và nói là ở đó người ta bắt nó làm tận 16 đến 17 tiếng một ngày. Đang đi làm ở trung tâm thành phố, bỗng một hôm bà Gia thấy con trai một mình trở về nhà. Hỏi vì sao về nhà đột xuất, Bằng không nói, thấy con có biểu hiện tái phát bệnh cũ. Bà Gia đưa Bằng nhập viện tâm thần Ba Thá điều trị. Bệnh tình vừa thuyên giảm, Bằng nói với mẹ rằng siêu thị đang cần người nên phải quay lại làm. Và rồi bi kịch diễn ra, chỉ sau 2 ngày khi Bằng quay lại chỗ cũ làm việc. Tối hôm đó, có ba anh bảo vệ ngồi trên chiếc xích sắt trước cửa siêu thị đung đưa. Thấy vậy, Bằng đã 2 lần nhắc nhở, các anh không được ngồi trên đây, đứt dây đấy. Anh Mai An Ninh, một người trong nhóm đáp, đứt dây thì bọn tao đền. Đi vào trong khoảng 2 phút, Bằng bất ngờ bị nhóm của anh Ninh đánh vào đầu. Bị kích động lại sẵn có con dao trong tay, Bằng rút dao đâm vào anh Ninh, thấy đối thủ vẫn lao vào đấm đá. Bằng đâm liên tiếp vào ngực, tay và cổ anh Ninh. Gây án xong, Bằng tới công an phường Giảng Võ đầu thú, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bà Gia nói khi còn khỏe, Bằng rất quý sách vở, coi trọng nó hơn cả bản thân, nhưng từ khi bị bệnh lúc nào cũng đòi đốt sách. Đầu tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Bằng ra xét xử sơ thẩm về tội giết người. Do có nhiều tình tiết cần được làm rõ nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, chưa rõ ngày mở lại. Người chồng ở đâu trong vụ trầm cảm dìm chết con 35 ngày tuổi, khi thấy gần khu vực cầu thang có cái chậu, thường dùng cho con tắm vẫn đầy nước, chị Trinh thả cháu bé vào chậu nước trong tư thế ấp mặt xuống rồi bỏ đi. Khi đi đến lối cầu thang lên tầng 2, người mẹ trẻ nhặt một viên than đen và viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng". Cả xóm làng sững sờ, người dân sống gần gia đình ông Vũ Đình Lăng, sinh năm 1948, ông nội cháu bé cho biết. Khoảng 5 giờ 45 sáng ngày 12 tháng 6, khi mọi người thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, thì nghe thấy tiếng đàn ông khóc. Ông Nguyễn Văn Long hàng xóm cho hay, nghe tiếng khóc tôi chạy sang thì thấy bảo cháu Việt Anh bị sát hại. Đau xót lắm chú ạ, thằng bé còn nhỏ quá, mới đầy tháng được mấy ngày. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 6, mẹ của cháu Việt Anh thức dậy cho cháu bú và tiếp tục dỗ cháu ngủ. Tuy nhiên không lâu sau sự việc đau lòng đã xảy ra. Xác định đây là sự việc có tính chất phức tạp, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ án. Dòng chữ rợn người. Tại hiện trường cạnh cầu thang nơi cháu Việt Anh bị sát hại, các cơ quan chức năng phát hiện thấy một chậu nước để tắm cho trẻ sơ sinh. Hiện trường không bị xáo trộn nhiều, đặc biệt trên lối lên cầu thang xuất hiện dòng chữ với nội dung "Tao sẽ giết cháu mày Lăng", được ghi bằng than đen, ngay ngắn rõ ràng, khiến nhiều người không khỏi sợ hãi và làm xuất hiện nhiều đồn đoán khác nhau. Được biết, cháu Vũ Việt Anh là con trai đầu của anh Vũ Đình Khải, sinh năm 1988, và chị Phan Thị Trinh, sinh năm 1997. Theo ghi nhận, vợ chồng anh Khải lấy nhau vào năm 2016. Từ khi về ở với nhau rất ít xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Anh Khải làm mộc ở xưởng gần nhà, còn vợ thì đi làm công nhân. Vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm, không mâu thuẫn bất hòa với ai. Lúc nó sinh được thằng bé kháu khỉnh, cả xóm mọi người ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nhưng cuộc đời ai lại ngờ, một người dân cho hay. Mẹ ruột là nghi phạm. Chiều ngày 14 tháng 6, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án bé Việt Anh bị giết hại. Điều khiến dư luận một lần nữa rung động, nghi phạm không phải người lạ mà chính là chị Trinh, mẹ của cháu Việt Anh. Tại cơ quan điều tra, Trinh khai nhận vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 6, khi cả gia đình đang ngủ say thì cháu Việt Anh quấy khóc nên chị đã dậy cho cháu bú và đi ngủ tiếp. Tuy nhiên sau đó Trinh lên cơn đau đầu tỉnh dậy và bế cháu Việt Anh ra cầu thang lối lên tầng 2. Thấy có chậu nước tắm đầy nước, Trinh liền bỏ cháu Việt Anh vào chậu với tư thế nằm sấp. Khi thấy bé Việt Anh đã tử vong, Trinh vẫn bình thản lên ngủ cùng chồng ở tầng 2. Lúc lên cầu thang thấy cột thang hoa, Trinh liền cầm và viết lại dòng chữ dọc theo cầu thang: tao sẽ giết cháu mày Lăng. Không hiểu sao nó lại làm vậy với con đẻ của nó. Các cụ bảo hổ dữ không ăn thịt con, mà nó lại làm vậy với thằng bé, thật không thể chấp nhận được. Một người dân thôn Đình tỏ ra bất bình. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu, động cơ gây án của Trinh là do bị mắc bệnh trầm cảm nặng, có vấn đề về tâm lý sau sinh nên nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Sáng ngày 14 tháng 6, cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Trinh cũng được đưa về nhà để thực hiện nghiệm trường, rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. Trách nhiệm của chồng và gia đình. Các nhà tâm lý học cho hay, trầm cảm xảy ra sau khi sinh ra một chứng rối loạn tâm thần và bạo lực gia đình là một phần nguyên nhân khiến họ giết chính con cái của mình. Sau khi sinh, cơ thể mẹ có một sự thay đổi lớn về tâm sinh lý. Khoảng 85% các bà mẹ có những cảm giác buồn thoáng qua, còn gọi là baby blue. Biểu hiện của chứng trầm cảm là như thế nào? Không còn cảm thấy thích thú với con của mình nữa, có những cảm xúc tiêu cực với con bạn như chán ghét con, không yêu con nữa, lo lắng là bạn sẽ làm gì đó có hại cho con bạn, không còn quan tâm chăm sóc bản thân, không có sự hài lòng trong cuộc sống. Bạn cảm thấy không còn sức lực và không có động cơ trong cuộc sống, cảm thấy không có giá trị và có tội lỗi, ăn không ngon miệng hoặc sụt cân, ngủ ít hoặc ngủ nhiều hơn bình thường, thường có ý nghĩ đến cái chết hoặc tự sát. Có thể nói trong giai đoạn nhạy cảm này, vai trò của người chồng chiếm vị trí rất quan trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Như Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Sức khỏe Sinh sản phân tích, rất nhiều ông chồng nghĩ rằng chỉ cần cung cấp vật chất cho vợ là đủ, mà không hề nhận thức được sự quan tâm, chia sẻ bằng hành động và lời nói động viên có thể giúp người vợ tránh được nguy cơ trầm cảm. Vì vậy hơn ai hết, người chồng, gia đình và người thân cần gần gũi chia sẻ với sản phụ trong thời kỳ hậu sản để có thể tránh được những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra.